总是不朽共情，偏偏守背是情，名誉太过动听，若有势有权我就是成，千金洒尽多么高兴，资质加上外形，人未说我就应，你未追我就醒，世上难究竟找不到事情能含我无助处境，打拼做到伸张正义世间处境，唯独我面容太冷静，热情难被看清，打拼用我不生拼命来做最灿烂明星，留在心底真相爱情谁听，荣耀终得胜，门里的响应始终扫兴，và người có tư tình với ông Nghề chính là bà ấy, bà Dư Thúy Trúc. Thì ra ông già có tư tình với người đàn bà này. Bà Dư Thúy Trúc và ông Nghề Phát có mối quan hệ không bình thường, thậm chí tôi nghi ngờ là mối quan hệ nhập nhằng, cho nên họ ở nhà đó lâu rồi mà không phải trả tiền thuê nhà. Ông nói bậy, không hề có chuyện đó, tôi không quen kẻ xấu xa đó. Thưa Chánh án, tôi phản đối luật sư Minh Nguyên đưa ra những suy đoán lung tung ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của người đáp biện. Tôi yêu cầu chấm dứt việc giằng co trong vấn đề này của luật sư Minh Nguyên. Thưa chánh án, lời mở đầu là quan điểm lập luận của tôi. Lát nữa tôi sẽ đưa ra chứng cớ để chứng minh điều tôi nói có phải là sự thật hay không. Đồng thời nếu có thể chứng minh ông Nghê Phát và bà Dư Thúy Trúc có mối quan hệ không bình thường thì có thể giải thích được tại sao người sở hữu căn nhà lại không sử dụng quyền lợi của mình, từ đó lật lại lý do kháng biện về chiếm hữu trái quyền. Như vậy luật sư không nên phản đối vào lúc này phải không? Phản đối vô hiệu, nhưng luật sư Bình Nguyên nên để ý cách dùng từ của mình. Thật ra cách dùng từ của tôi rất kín đáo, cũng chính vì vậy tôi rất mâu thuẫn, bởi vì sự thật thế nào tôi không thể nào nói ra. Mối quan hệ không thể cho người khác biết, mối quan hệ không thể nói ra miệng được. Tôi nghĩ ngoài bà Dư ra không ai có thể giải đáp được sự thật là như thế nào. Ông Trúc à, Trúc sao vậy? Trúc sao rồi? Sao hả Trúc? Chị thấy sao rồi? Có sao không? Bây giờ đỡ nhiều rồi, chắc là tại sáng nay không có ăn gì. Cũng tại luật sư đề tiện đó, vu oan cho chị. Thì phải rồi, trinh tiết của người phụ nữ quan trọng hơn mạng sống nữa mà. Luật sư hả? Có thể thưa người đó tội gì phỉ báng gì đó được không? Phỉ báng? Luật sư Tưởng, không biết ông có điều gì muốn nói? Không, tôi rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bà Dư. Thật lòng tôi rất lo, lát nữa bà ấy không thể đứng ở bàn nhân chứng cho tôi hỏi chuyện. Có hỏi cũng không phải hôm nay, bởi vì chúng tôi đã đề nghị chánh án cho về ngày xét xử rồi. Với lại, tôi mong ông đừng có nói lung tung nữa, vì ông làm vậy là đang đi trên di cách. Một luật sư giàu kinh nghiệm có cần một thư ký luật chính như cô nhắc nhở không? Không sai, theo điều thứ 21 điều lệ phỉ báng, ngôn từ chỉ người phụ nữ hay thiếu nữ không trinh tiết, bản thân có thể lập tức cho tố tụng. Nhưng từ đầu đến cuối tôi không hề nói câu nào cả. Tôi không nói Dư Thúy Trúc và Nghe Phát có mối quan hệ tình dục với nhau. Thật ra dời ngày cũng không giúp được mấy người đâu. Tốt nhất là đừng có lãng phí tiền của người đóng thuế nữa, sớm bỏ việc kháng biện đi. Không biết luật sư Tưởng chuyển làm chánh án từ hồi nào vậy? Cô thông minh thật. Trong vụ án này từ đầu tôi đã phán mấy cô thua rồi, bởi vì cái hay còn ở đằng sau. Mấy cô thua là cái chắc đó. Vậy đi ha. Những đồ vật cá nhân của ba ông tất cả đều ở đây hết, có đúng như vậy không? Những thứ này đáng lý đem bỏ rồi, nhưng anh nói là xài được nên tôi giữ lại. Những gì hôm nay anh nói ở tòa có phải là sự thật hay không? Sở dĩ ở tòa tôi nói như vậy bởi vì tôi phát hiện trong phòng của Dư Thúy Trúc có một bức tranh. Chữ ký trên đó giống hệt chữ ký bức tranh trong phòng của ba ông. Tôi rất lấy làm lạ, tại sao trong phòng của Dư Thúy Trúc lại có tranh của ba ông?
Do đó tôi có đến một quán nước ở gần đó để dò la. Mỗi tháng ba của Nghê Thừa Khôn có đến vài ba lần. Vì vậy thầy phát hiện thì ra ông Nghê thích đến quán đó ăn bánh hột gà, và còn thường xuyên đi với một cô gái thần bí. Theo như anh nói thì tức là ba của tôi và người đó có quan hệ bất chính. Trước đó tôi chỉ nắm được 50% thắng thôi, nhưng mà lúc nói lời mở đầu người đó kích động đến nỗi bị ngất xỉu thì tôi nắm chắc đến 90%, khẳng định suy đoán của tôi là không sai. Còn 10%? Thầy à, thầy coi bức tranh này có chữ ký của ông Nghê. Vậy thì nắm chắc 100% rồi. Nè, sao tan sở sớm quá vậy? Hôm nay là ngày cuối, thu dọn đồ xong là về. Để chị giúp cho. Cảm ơn. À phải, sáng chút quên mất, em phải theo ông Miss học hỏi. Làm chuyện ngưỡng mộ quá đi, có thể thoát khỏi khổ ả rồi. Thật ra học hỏi thì cũng phải làm việc thôi. Chị tưởng thoải mái như là còn học đại học hay sao? Nhưng mà nói gì thì nói, chị có định học thêm để thi lấy bằng luật sư không? Ban ngày chị đi làm, tan sở làm công tác xã hội, thời gian đâu mà học chứ. Hiếm có ai lại giống như chị đó, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác hết. Cũng không phải thích lắm. Nhưng mà nhìn thấy người ta thê thảm thì trong lòng rất là khó chịu. À, cũng không phải đâu. Thật ra giúp người ta chỉ muốn bản thân mình vui vẻ mà thôi, chứ không có vĩ đại như em. À phải rồi, vụ mà cãi với ông Nghe Thừa Khôn sao rồi? Em nói rất đúng, ba em định nhắm vào bản thân nhân chứng. Vì thắng kiện, chuyện gì ông cũng có thể làm được, đặc biệt là thích đánh vào tâm lý. Nè nè, chị có cảm thấy người này như đang nhìn chúng ta không? Lén là lén lút chứ không phải người tốt rồi. Dạo trước có một thân chủ bị thua kiện đến tìm luật sư để trút giận đó. Vậy anh ta theo em hay là theo chị? Chị đâu phải luật sư. Vậy tức là theo em. Chạy mau. Sao hả bác sĩ Trung? Khỏi lo cho bệnh nhân của anh sao? Bệnh nhân thì ngày nào cũng gặp, còn bạn gái thì khó khăn lắm mới được gặp. Vậy coi chúng ta có duyên phận không? Có phải em mới ở sở ra không? Anh ở gần đó hả? Alo Đình Đình, có chuyện gì? Đình Đình. Chuyện gì mà ẩu vậy? Có biết lái xe không? Xe của tôi. Đã nhìn thấy có xe chạy ra mà cũng không chịu thắng lại nữa. Mà của cô mua vậy hả? Cô nữ chúa lái xe ẩu. Anh từ đường nhỏ chạy ra phải nhường đường mới đúng chứ. Cô lái xe kiểu đó còn dám nói, cô đụng xe tôi móp hết, còn dám làm dữ nữa hả? Anh định đợi bao nhiêu? Cô bắt tôi đợi nữa, cô điên quá đi. Hay là vậy đi, tôi đem xe đi sửa xong rồi gửi hóa đơn cho anh, như vậy sẽ công bằng hơn. Anh nói tên và số điện thoại cho tôi ghi. Cô điên quá đi. Nè, làm cái gì vậy? Sao lại chụp xe của tôi? Anh muốn đi tôi không ngăn cản anh, nhưng tôi báo cảnh sát cũng phải có chứng cứ chứ. Đi con coi chừng nha, rồi xóa hết hình đi. Anh còn như vậy tôi có thể thưa anh sàm sỡ cái thương tích đó. Tôi sàm sỡ cô? Cho dù tôi có đuôi tôi cũng không sàm sỡ cô đâu. Nhìn cô kìa, úm nhòm nhát thấy ghê. Đi ta, có sao không? Có cần tới bệnh viện kiểm tra không? Em không sao. Nè anh à, tôi đã chụp lại chứng cứ hiện trường tại vụ tai nạn. Nếu anh kiên quyết không chấp nhận việc tôi bắt anh chịu trách nhiệm vụ tai nạn giao thông lần này, anh có thể báo cảnh sát để cảnh sát giải quyết. Anh quyết định thế nào? Cô dài dòng lôi thôi quá, tôi không biết cô nói gì. Tóm lại vừa rồi cô không biết lái xe đâm ra bất ngờ thôi. Thôi được rồi, cô báo cảnh sát làm gì? Vậy tức là đồng ý bồi thường. Tóm lại tôi cũng có sai, cũng không sợ cô báo cảnh sát đâu. Bây giờ tôi cũng rảnh giỡn với cô. Sao hả? Anh định kêu tôi đến hội đưa ngựa lấy tiền sao? Lên điện thoại số xe, cô không đánh chút đi. Anh à, xe điện thoại của anh cũng treo vậy? Đã chỉnh trung rồi bà chị. Anh là mở coi chừng cổ đi, không biết lần sau còn hại ai nữa. Ba giờ sửa tòa số 1, có cần luật sư trực ban đó giúp không? Luật sư trực ban là sao? Tất cả những bị cáo bị khởi tố, những tội danh nằm trong phạm vi tờ đơn này, trong ngày xét xử phiên tòa đầu đều có thể giành được việc sắp xếp luật sư đại diện bị cáo ra tòa. Anh có muốn hỏi gì nữa không? Có phải đóng tiền không? Tình trạng của anh được miễn hết mọi chi phí. Khỏi đóng tiền, trên đời này làm gì có chuyện đó.
Nè chị đừng có gạt tôi, nếu không tôi không tha thứ cho chị đâu. Bị cáo Lâm Gia Tính, 29 tuổi, nghề nghiệp tài xế xe chở hàng, bị khởi tố đánh cảnh sát. Gì chứ, tôi bị đám cảnh sát đó vu oan. Vậy tức là anh không nhận tội rồi. Nè, dĩ nhiên là không nhận. Bằng mọi giá anh cũng phải giúp tôi thoát tội. Có chuyện gì tôi sẽ nói với chánh án. Anh ra ngoài đợi đi. Anh khỏi nói chuyện với tôi sao? Lát nữa chỉ sơ thẩm, không cần đâu. Nè, thường tôi coi phim truyền hình, thấy luật sư họ trao đổi vụ án là để tìm điểm khả nghi gì. Anh làm như vậy lỡ có chuyện gì á, tôi không có tha cho anh đâu, nghe chưa? Nói cho biết đó. Nè, anh Lâm, anh hoàn toàn không hiểu. Thật ra tôi chỉ là luật sư trực ban, khác với luật sư ở tòa. Dĩ nhiên là khác, không nhận chi phí nên làm biến. Ờ, nè anh Lâm à, rõ ràng anh không có hiểu phạm vi làm việc của luật sư trực ban chúng tôi. Hay là vậy đi, đây có mẫu giới thiệu ngắn, anh đem về nghiên cứu ha. Nè, tôi bị người ta vu oan mà anh còn đưa mẫu giới thiệu cho tôi coi, anh đang đùa với tôi hả? Bị cáo Lâm Gia Tính, giờ 10:45 tối ngày 3/10/2005, trên đường đi ngang đường Ai Qua Đại Giáp Chuỗi, đã chống cự khi bị ba nhân viên cảnh sát chặn lại và đánh một trong ba cảnh sát tên Tăng Bảo Kiệt, bị khởi tố tội đánh cảnh sát hoặc tội cố ý phạm tội đánh nhau. Bị cáo có thừa nhận tội không? Không có, làm sao mà nhận chứ, đám cảnh sát đó vu oan tôi. Thưa chánh án, thân chủ tôi phủ nhận tội. Vụ án xếp lịch đến ngày 28/11 ở tòa số 3 xét xử tiếp. Hả? Xử tiếp nữa? Không phải bây giờ xử luôn sao? Ông gọi đám cảnh sát đó tới đi, tôi không có sợ họ đâu. Im lặng. Luật sư trực ban, luật sư có giải thích rõ với thân chủ mình hôm nay chỉ sơ thẩm không? Có, nhưng mà rõ ràng là ảnh không có rõ. Ý, tại sao mắt kiến của luật sư bị bể? Gì chứ, hồi nãy tôi nói là đền cho anh mà anh nói là khỏi. Nè, đừng có vu oan tôi nữa nha. Sáng nay mới gửi tới, đối phương có vật chứng mới nhưng không biết là gì. Bức chân dung một người phụ nữ không xác định mô tả một người phụ nữ đang nằm ngủ. Vậy tức là sao? Tôi cũng đang nghĩ, liệu có liên quan đến Dư Thúy Trúc không? Anh nghĩ gì, Trúc quen biết Nghe Phát thật sao? Bài chỉ dạng của người ta cũng khui hết rồi. Giờ chị nói với tôi họ giữ bài sách này tôi cũng không tin. Cũng phải ha, ông đã nhắm vào điểm nào thì sẽ nắm chặt không buông. Khổ nỗi gì Trúc như có điều gì giấu chúng ta vậy đó. Thật ra chị cũng đừng lo quá. Nếu họ thật sự quen biết nhau, muốn chứng minh họ có dính líu với tòa nhà này thì hơi khó khăn. Vả lại, muốn bắt lại điểm chiếm hữu trái quyền thì càng khó khăn hơn. Luật sư Tưởng à, ông ta giỏi thật đó, không tới nửa buổi đã làm cho đối phương bị mất thế rồi. Tuy kéo dài thêm vài phiên tòa có thể kiếm thêm chút tiền, nhưng mà có lúc phải đánh nhanh rút gọn. Ê, luật sư Hà, sao đúng lúc vậy? Nè, đã gửi tài liệu về vật chứng mới cho luật sư Hà chưa? Đã gửi rồi, còn photo thêm mấy bản nữa. Bức chân dung một phụ nữ không xác định. Em làm gì vậy? Viết cũng không rõ ràng, kêu người ta làm sao chuẩn bị đây hả? Nếu luật sư Hà thấy cần thiết, em sẽ gửi tấm hình cho ảnh. Vậy mới phải chứ, mắt công người ta lại nghĩ chúng ta dùng trò nham hiểm, vậy thắng cũng đâu có hay ho gì. Ngày nào chánh án chưa phán cũng đâu có biết là thắng hay thua. Cái dân sự khác với hình sự, không phải ở tình trạng không có nghi điểm hợp lý mới phán quyết, cũng không phải đưa ra chứng cứ nhiều thì phần thắng sẽ càng lớn, mà là không có sơ hở mới là mấu chốt thắng kiện. Tại sao tôi phán mấy người thua? Chính vì mấy người để lộ ra một sơ hở rất lớn. Một nghi điểm tốt còn hơn là 10 nghi điểm xấu. Dạy khôn cho mấy người đó. Bói hột gà đây. À, tôi gọi một cái thôi mà. Cái còn lại là của anh. Anh Phát. Cái còn lại là của anh. Xin lỗi, xin lỗi. Có làm em đau không? Không, không, không. Vậy uống nước đi ha. Dạ, ăn bánh đi. À, được, được, được. Anh ngồi chơi đi. Xin lỗi, vợ của anh.
anh đã có vợ. Sao trước đây anh không hề nói với em? Anh xin lỗi, thật tình anh không muốn gạt em. Vợ của anh đã biết quan hệ giữa anh và em, cổ buộc anh chấm dứt quan hệ với em. Anh yên tâm, em không phải là phụ nữ bám chặt không buông. Từ nay chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ. Dì Trúc. À, cô Trang. Dì sao vậy, không được khỏe sao? Không phải, không có gì, không có gì. À, làm sao cô biết tôi ở đây? À, dì Mai nói là dì tới quán cà phê cho nên tôi tìm dì. À phải, hồ sơ này gửi cho dì. Cảm ơn. Cô Trang à, thật là ngại quá, phiền cô phải chạy đi chạy lại. Đừng nói vậy mà, có thể giúp được mấy dì là được rồi. À phải, cô Trang à, phần thắng vụ kiện này có lớn không? Nếu như họ lấy lại nhà của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không có chỗ ở đó. Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà dì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Luật sư của đối phương sẽ không bỏ qua cho dì. Dì Trúc à, đừng có trách tôi, hỏi dì lần nữa. Dì không quen nghe phát thật sao? Không quen. Không quen. Tôi không có quan hệ gì với người này. Vậy thì tốt rồi. Bà Dư à, có phải bà quen với chủ nhà Nghe Phát không? Không quen. Tôi không biết Nghe Phát là ai. Thưa chánh án, tôi có chứng cứ cho thấy nhân chứng đang nói dối. Thực tế bà Dư quen với Nghe Phát. Tôi có vật chứng mang mã số B12 trình lên tòa. Đây là tranh phác họa do ông Nghe Phát vẽ vào 30 năm trước. Bà Dư à, xin hỏi bà có nhận ra cô gái trong tranh đó là ai không? Không nhận ra. Không nhận ra. Nhưng mà cách bài trí trong nhà và cảnh vật ngoài cửa sổ trong bức tranh có 90% giống ở căn nhà bà đang ở. Đặc biệt nhất là cô gái trong tranh rất giống với bà lúc bà còn trẻ. Phản đối luật sư Bình Nguyên chỉ dựa vào bức phác họa chân dung mà đưa ra những suy đoán lung tung. Thưa chánh án, chính vì bức họa này mà tôi có lý do tin rằng ông Nghê Phát từng đến căn nhà thuộc quyền sở hữu, cũng tức là nhà mà bà Dư đang ở, đồng thời có mối quan hệ không tầm thường với bà Dư. Không thể nào, sao Nghê Phát lại từng đến nhà chúng ta chứ? Không có đâu. Bà Dư à, có phải Nghê Phát đã từng đến nhà của bà? Hai người đã từng làm gì ở đó không? Không, ông không có đến nhà tôi. Vậy tại sao ông thừa lúc bà đang ngủ vẽ ra bức họa này? Tôi không biết ông vẽ bức họa này hồi nào. Vậy tức là bà thừa nhận người trong tranh là bà. Thật ra bà và Nghê Phát quen nhau từ lâu rồi. Sao cũng được. Bao năm nay, ngoài các chị em ra, tôi không có nghĩ đến người khác. Nhưng tới lúc Nghê Phát chết vẫn còn nhớ Mary là bà đó. Làm sao ông biết tên tôi là Mary? Bởi vì ông còn viết một câu sau bức tranh: Dear Mary, love you forever. Bà Dư, bà hãy coi. Ý của câu này là Mary thân yêu, mãi mãi yêu em. Không thể nào. Không thể nào. Ông đã phụ tình phụ nghĩa tôi. Không thể nào lại yêu tôi. Thật ra ông Nghê Phát có yêu bà hay không, không nằm trong phạm vi mà hôm nay chúng ta thảo luận. Tôi chỉ muốn hỏi bà Dư, có phải là bây giờ bà vẫn kiên trì nói bà không quen biết với ông Nghê Phát không? Bà Dư, bà kích động như vậy, có phải bà không chấp nhận người khác vạch trần chuyện xấu của mình không? Dư Thúy Trúc này không hổ thẹn với lương tâm, có chuyện xấu gì chứ? Nếu không phải là chuyện xấu, tại sao trước giờ bà vẫn che giấu quan hệ giữa bà và ông Nghê Phát chứ? Có phải bà sợ các chị em của bà biết được bà làm tình nhân của người ta sẽ coi thường bà không? Hoặc là bà sợ người ta phát hiện bà quen với Nghê Phát, thật ra là muốn giành được lợi ích gì đó, có đúng như vậy không? Tôi muốn giành lợi ích gì? Chẳng hạn như muốn Nghê Phát không thu tiền nhà dành riêng cho bà ở. Nếu không, ông làm sao tùy tiện vào nhà để hẹn hò với bà, còn vẽ bức chân dung đó nữa? Ông nói bậy. Tôi quen với ông gì? Vì chúng ta thật lòng yêu nhau mà. Thì ra họ yêu nhau xấu hổ quá trời quá đất à.
Vậy bên chúng ta thua mất rồi. Phải coi luật sư Trịnh lật lại như thế nào. Bà Dư, trước khi bà quen với ông Nghe Phát, thật ra bà có biết ông là chủ nhà không? Trước giờ tôi không biết ông là chủ nhà ở đó. Ông cũng không có nói gì về hoàn cảnh của mình nữa. Khi tôi biết ông đã có vợ thì tôi đòi chia tay với ông. Sau đó, qua lời của hàng xóm, tôi mới biết ông là chủ nhà. Vậy khi bà biết ông là chủ nhà, hai người có tiếp tục qua lại hay gặp mặt không? Không, không có. Trong lòng tôi, ông là một kẻ phụ tình phụ nghĩa. Tôi không muốn gặp người này nữa. Lúc đó bà căm ghét ông như vậy, tại sao bà lại tiếp tục ở lại căn nhà của ông? Chúng tôi nghèo, chúng tôi không tìm được chỗ ở nào khác. Hơn nữa, lại không có ai đến thu tiền nhà. Cho nên tôi và mấy chị em đã ở đó cho tới bây giờ. Thưa chánh án, tuy người đáp biện đã ở căn nhà nêu trên hơn 30 năm, nhưng mà chủ nhà Nghe Phát rõ ràng biết là chị em của bà Dư đang ở trong căn nhà của mình. Dù trước khi bà Dư và Nghe Phát chấm dứt quan hệ với nhau, không biết đối phương là chủ nhà, nhưng bên biện có lý do tin rằng Nghe Phát vì chuyện trước đây yêu nhau với bà Dư nên cảm thấy đã nợ bà ấy trong tình cảm, do đó âm thầm cho phép bà Dư và mọi người tiếp tục ở trong căn nhà để thay cho bù đắp. Nếu như việc này là do chủ nhà cho phép thì nó sẽ không nằm trong trường hợp chiếm hữu trái quyền. Như vậy chủ nhà tuyệt đối có quyền thu lại căn nhà. Xin chánh án phán căn nhà trả cho người thừa kế tài sản, tức là bên nguyên đơn ông Nghe Thừa Khôn. Trời ơi, tội quá đi, tội quá đi. Tất cả cũng tại Thúy Trúc, lần này bị chị Hải chết rồi. Thật là ngại quá, tôi đã làm hết khả năng. Chúng tôi hiểu mà. Tôi nghĩ họ cũng sẽ hiểu thôi. Tôi có cuộc hẹn khác, tôi đi nha. Ok, cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Chị nói đi, rõ ràng chị nói không quen Nghe Phát mà. Hả? Sao chị và ổng lại có cái gì đó chứ? Thì phải rồi, hai chúng tôi bây giờ không còn nhà ở, chị vừa lòng chị chưa? Mấy chị bình tĩnh lại đi. Bây giờ họ sẽ thu lại căn nhà, nhưng tôi sẽ cố gắng liên lạc bên công tác xã hội sắp xếp chỗ ở cho mấy chị. Chị em với nhau mà cũng gạt chúng tôi nữa. Tôi xin lỗi, thật tình tôi không biết lại sao nông nổi này. Chị Mai, chị Trúc à, đừng vậy mà. Điều quan trọng bây giờ là phải tính coi sau này làm sao. Nè, hôm nay thắng đẹp thật đó. Trời ơi, thu hồi nhà là chuyện nhỏ nhặt, một chút là xong thôi. Sau này còn nhiều vụ lớn hơn, phải nhờ anh Khôn chiếu cố đó nghe. Ý, vậy thì đúng lúc quá. Bây giờ tôi đang bàn vụ làm ăn lớn bên đại lục, đầu tư mấy tỷ lần, phát triển trung tâm thương trú lớn. Nếu có hứng thú thì nhập cuộc luôn. Trời ơi, mọi người nói tiền tỷ lần, làm sao tôi nhập cuộc nổi đây? Có nhiều thì làm nhiều, có ít làm ít. Vài ba chục triệu anh nhập cuộc nổi mà. Có tiền thì cùng kiếm. Yes. Ông Miss, à, xin lỗi nghe anh Khôn, tôi có chuyện cần nói với ông ấy. Ý, muốn viện cớ về hả? Nè, có người đâu về nè. À, chơi vui vẻ nha. Ê, ngồi. Rồi. Ê, tôi chơi nha. À, ông Smith. Anh Thao. Hi. Lâu quá không gặp. Nè anh Đức, bộ thầy anh đổi tánh hả? Lần trước gặp ông Smith có một lần thôi, bây giờ đã tốt giọng như vậy rồi. Ông ấy là ông thầy tương lai của con gái cưng của thầy. Bất ngờ không? Xem ra tối nay em không chỉ đơn giản khua champagne mừng cho anh. Hôm nay đã thắng vụ kiện lớn, đương nhiên phải tặng quà lớn cho anh rồi. Yeah. Ê, rồi anh đồng nặc mùi rượu vào tắm đi. Ok, cứ giữ tâm trạng đó nghe. Cứ giữ tâm trạng đó. Cứ giữ tâm trạng đi. Cứ giữ tâm trạng. Cứ giữ. Anh tắm xong rồi hả? Nè,
không có hứng thú. Anh sao vậy? Bởi vậy mới nói phụ nữ tụi em không biết cuộc sống cực khổ thói đời gian trá. Trên đời này rất là nham hiểm đó. Anh nói gì vậy? Anh đang nói chuyện sanh con rất là phiền phức. Vừa lo nuôi nó khôn lớn, nuôi lớn lại sợ nó hư. Tóm lại sanh nó ra giống như là phạm pháp vậy đó. Hễ sai một lần á thì không bao giờ quay đầu trở lại. Tóm lại không sanh sẽ tốt hơn. Anh nói đi đâu vậy? Sao lại nói chuyện sanh con? Không phải muốn sanh con, tại sao lại bỏ hết thuốc ngừa thai? Cũng may là anh tinh mắt nên phát hiện sớm thôi. Nếu như anh tinh mắt thì anh sẽ thấy số thuốc ngừa thai này đã quá đắt rồi. Hình như là phải. Em không nghĩ đó là sự hiểu lầm. Đây toàn là những lời thật lòng của anh. Thực tế là anh sợ em có thai, sợ em buộc anh làm đám cưới. Ý anh không phải vậy đâu. Nếu như em thật sự có thai, có phải anh kêu em đi phá thai không? Có thật là nhẫn tâm đến như vậy không? Có thai thì đám cưới thôi. Thật ra nét mặt của anh đã nói cho em biết. Anh nói đen ủi em thôi. Nè Như Phi, em làm gì vậy? Em thay đồ đi. Với lại hai hôm nữa em sẽ qua châu Âu công tác. Thời gian đó anh hãy kiểm điểm lại mình đi. Dì Trúc. Cô Trang, sao cô lại đến đây? Con biết hôm nay mấy dì dọn nhà cho nên đến coi có dì phụ hay không. Mấy dì cái đâu? Đi hết rồi. Nhanh vậy sao? Ngồi đi. Đáng lý ra thì tôi làm mấy món để tiễn mấy chị ấy. Ai ngờ mấy chị lại bỏ đi không nói tiếng nào. Chắc là mấy chị giận tôi lắm. Vì họ chưa hiểu cho gì tôi mà. Thật không ngờ tình cảm tôi dứt bỏ bao năm nay mà cũng sang nông nổi này. Không những mất bạn bè thân, còn bị họ nói tôi là thứ lẳng lơ nữa. Chị đừng nghĩ như vậy mà. Một ngày nào đó họ cũng sẽ hiểu cho gì thôi. Nhưng mà đáng tiếc nhất là không thể ở chung với mấy chị ấy. Chỉ là tạm thời thôi. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ sắp xếp cho mấy chị ở chung. Thật không? Ai gọi dần chuyện tính ký đây? Là tôi. Gì hả? Phải đó. Vì làm sao vậy? Tôi ở dưới nhà đợi gì hết nửa tiếng đồng hồ, chưa ăn cơm đói muốn chết, gọi điện thì lại không được. Thật ngại quá. Có lẽ vừa rồi tôi nói xong gác máy bị trên. Xin lỗi nha. Phiền phức quá. Lâm Gia Tính. Chị là ai vậy? Mà tôi quen chị sao? Có em kìa. Mỗi lần nói chuyện như là muốn đánh nhau gì. Chị hiểu tuệ. Chuyện là chị thôi. Lần nào chị nói chuyện cũng vậy, chị không thấy nhàm sao? Có tại em chứng nào tật nấy thôi. Nè chị đã làm gì? Làm công tác xã hội cũng phải dọn nhà cho người ta sao? Chị hết làm ở đó rồi, giờ chị đang làm ở sở pháp viện. Nhưng hôm nay chị đến dọn nhà giúp cho dì Trúc. Bộ hai người quen nhau hả? Nè, cùng ăn bữa cơm đi. Ăn cơm? Vì rồi cậu nói là đói bụng mà. Nè, qua bới cơm đi. Nè, con người em rất sòng phẳng để đưa chị về nhà. Cũng được. Cũng may là tháng kỳ. Thay đổi rồi ha. Hôm trước là xong qua luôn rồi. Ê, trong thời gian bảo lãnh làm gì cũng phép tắc một chút. Nếu không để cảnh sát bắt được thì mệt lắm đó. Bảo lãnh? Em bị vi phạm gì? Tóm lại Bích Lộc đám cảnh sát là xui xẻo. Cảm ơn. Rồi rồi uống trà nha. Chị được cẩn thận một chút. Bye bye em. Bye bye. Bye bye. Sạch sở Trời ơi, tao muốn mắt chết tiệt mà. Cô Trang, tôi không có làm sợ cô mà. Sao biết tôi hỏi Trang gì? Thật ra là má cô muốn giới thiệu cô cho tôi làm quen đó. Má tôi? Phải mà. Thật ngại quá. Tôi cũng đâu ngờ ra nông nổi này. Hả? Chừng nào coi mắt nữa. Đợi cậu làm lại cái mắt kiến hả? Vậy được, bye bye. Con nhất định không có coi mắt gì hết á. Con nói cho má biết nha. Thật lòng má không hiểu con. Mỗi lần giới thiệu con trai cho con làm mọi chuyện rối tung lên hả? Không biết ai làm mọi chuyện rối tung lên hả? Rối cũng được, không rối cũng được. Cũng đâu cần là bể mắt kiến người ta luôn. Nè, người ta có thể thưa con gây thương tích nặng, ở tù luôn đó.
Chuyện nhỏ thôi mà, cùng lắm là gây thương tích nhẹ. Bà có biết vừa rồi anh ta lén lút đi theo con, là ảnh khiến con hiểu lầm ảnh là tên Sàm Sở thôi, cho nên vấn đề là ở ảnh. Sàm Sở? Nó là nghiên cứu sinh tâm lý học đó, chỉ muốn tìm hiểu con ở nhiều góc độ, cho nên nó mới đi theo con thôi. Mấy người học hành đến tẩu quả nhập ma không có hợp với con được. Tệ à, con không còn nhỏ nữa, đừng kén chọn quá. Em con cũng sắp có đứa thứ hai rồi đó. Cha, má đừng có đùa, cả bé Châu còn giữ không nổi nữa. Trời sao ơi, khóc vậy? Vậy rồi hả? À, quay giảm nha. Nè, lấy chồng rồi cũng phải thường xuyên về đây. Cha, con thích trẻ con như vậy á, thì mau lấy chồng rồi sinh một đứa đi. Chơi với con của Nghi là được rồi. Sao mà nhõng nhẽo quá vậy kìa? Ý, bình sữa đâu? Con để trong này mà. Hả? Nè Dũng, sao lại lấy bình sữa? Con uống hết trơn nữa. Trời, khát nước thôi. Hả? Trời, game gì quá điên luôn. Sữa bé Châu cũng uống hết. Trời ơi, ông đừng có la nó. Suốt ngày nó chơi game không chịu ăn cơm, nó uống hết bình sữa thì cũng tốt thôi mà. Bà đó chịu hư nó. Ủa, sao đầu cổ ướt mềm hết vậy con? Dạ, toilet ở tầng trên, nó dột nước xuống. Hả? Bị dột nước hả? Chuyện gì? Trời. Hả? Chuyện gì vậy? Dột dữ quá à. Sao đi? Trời ơi, bị dột như vậy dĩ nhiên là tróc ra hết rồi. Bộ tầng trên không biết hay sao chứ. Đã nói với họ mấy lần rồi, họ nói không liên quan đến họ. Biện hết cớ này cớ nọ, không chịu bỏ tiền ra sửa lại. Vậy chúng ta sửa là được rồi. Vậy tức là sửa giùm họ sao? Đâu có, nếu chúng ta chứng minh được trách nhiệm là của họ, chúng ta có thể đến sở tiền nợ số nhỏ đòi lại tiền sửa chữa. Đúng là rành luật pháp ha, không hổ danh là Hoa Khôi Sở Pháp Viện. Thôi đừng có nói nữa, mau lau khô đi, ướt hết trơn rồi nè. Tính về đó hả? Dạ phải. Cơm canh ở trong bếp á. Ủa, má đi làm hả? Mới tăng ca thôi. Ừ, ba tăng ca hả? Chuẩn bị đi làm đi nè. Phải á, tuần này ba làm đêm má làm ngày, định làm gì của ba má làm cho con rối tung lên luôn. Sao rồi, chưa khỏe thì đi nghỉ đi. Kêu má con tới bệnh viện á, lấy mấy tiếp kem massage, ba thoa sẽ khỏi liền. Nè, tôi chỉ làm vệ sinh ở bệnh viện thôi. Ông tưởng là tôi mở nhà thuốc hả? Trời ơi, ba má làm ơn đi. Một tuần gặp nhau có vài lần, hễ gặp nhau là cãi với nhau. Má không thấy mệt sao? Không có tiền mới mệt á. Điện, nước, ga, thứ gì cũng là tiền. Không tính phần em con, thu nhập của ba chúng ta chỉ đủ sống thôi. Tức là bà trách đồng lương của tôi ít ỏi chứ gì? Tôi giận ông bị người ta gạt hết tiền đó. Ba, đừng có kể nữa, đừng kể nữa. Má đi tắm đi ha. Không thèm nói với bà nữa. Đi tắm đi. Nè, ba đi làm đi. Ba đi làm hả? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gì vậy? Ba má lại cãi nhau nữa hả? Lần này tăng cấp nữa đó. Quả tin đồn địa cầu. Sao lại cầm áo của anh? À, em ủi cho anh ngày mai mặc ra tòa đó. Làm gì vậy? Nói mau đi. Sao em lại biết em lục đầu anh không hả? Phải đâu, em thấy giấy triệu tập của anh đó, tại vì anh quăng lung tung. Anh nói cho em biết nha, em biết thì im đi, đừng có nói cho cả thiên hạ biết. Với lại ba và má nữa, anh không muốn cho ba má lo. Mã số vụ án KCCC 8543, bị cáo Lâm Gia Tính bị khởi tố tội cố ý phạm tội đánh người hoặc đánh cảnh sát. Bị cáo phủ nhận tội. Bị cáo có luật sư biện hộ không? Tìm luật sư cũng vô ích thôi, tôi sẽ tự biện. Nó nói tự biện có được không vậy? Chủ nhiệm Kiểm Không có thể bắt đầu. Bị cáo Lâm Gia Tính vào lúc 10:45 ngày 3/10/2005 trên đường đi ngang đường Ai Qua Đại Giáp Chuỗi bị ba cảnh sát thường phục đang đi tuần ở địa chỉ nêu trên chờ là kiểm tra. Gì vậy? Anh là ai? Chúng tôi là cảnh sát. Tôi có lý do nghi ngờ đến người anh giấu thuốc cấm. Bây giờ phải xét người của anh. Anh điên quá. Anh nói có là thuốc cấm là có thuốc cấm sao? Bộ cảnh sát lớn lắm hả? Xét người, họ tác đi. Dạ đây. Tôi phải xét người của anh, họ tác một chút đi. Anh yêu kéo lại gì vậy? Đây. Chuyện gì vậy? À kìa, nghi ngờ có chất cấm nên xét người của nó. Nè, anh nói rõ ràng một chút nha. Bộ cảnh sát lớn lắm hả? Thôi, đi tới sau hẻm xét. Đi đi đi. Tới sau hẻm, anh vô quan giáo hoài cho tôi thì sao đây? Nói nhiều quá vậy, xét người. Do bị cáo Lâm Gia Tính từ chối việc xét người, đồng thời còn ra tay đánh cảnh sát Tăng Bảo Kiệt. Sau cùng bị cáo bị cảnh sát bắt tại chỗ khởi tố những tội có liên quan. Bị cáo đối với cáo trạng vừa rồi, chủ nhiệm Kiểm Khống tường trình có ý kiến gì không? Bị cáo có đồng ý không? Nói chung là như vậy, nhưng tôi phải nói rõ tôi không có ra tay đánh cảnh sát. Cảnh sát Trần Quốc Tân, khi anh chặn lại yêu cầu kiểm tra bị cáo có phản ứng gì? Anh từ chối, còn muốn bỏ chạy nữa. Khi thấy chúng tôi, anh bỏ chạy. Chúng tôi đã cảnh cáo nhiều lần, anh vẫn từ chối hợp tác với cảnh sát. Tôi và hai đồng nghiệp định bắt giữ ảnh, nhưng ảnh chống lại, còn xô chúng tôi. Bị cáo, trong lúc bị cáo và cảnh sát Tăng Bảo Kiệt giằng co, bị cáo có ra tay đánh người không? Tôi đã nói rồi,
họ vu oan tôi giấu chất cấm nên tôi mới cãi với họ thôi. Bị cáo, anh trả lời tôi trực tiếp, bị cáo có ra tay đánh vào phần cổ của cảnh sát Tăng Bảo Kiệt hay không? Gì chứ, anh nắm cổ tôi, dĩ nhiên tôi phải nắm lại. Không lẽ mặc cho ảnh đè xuống đánh sao? Vậy tức là anh thừa nhận có ra tay đánh người. Nè, tôi chỉ tự vệ thôi mà, là anh đánh tôi trước. Tôi là phản xạ tự nhiên, tôi không đập bể đầu là may lắm rồi. Thưa chánh án, bây giờ tôi đã hỏi xong, đã hỏi chuyện có nhân chứng rồi, có phải ổng sẽ phán quyết không? Cầu trời lạy Phật, mong cho con nó vô tội. Ba má đừng có lo quá, chánh án sắp tuyên án rồi. Bổn tòa đã nghe lời khai của bị cáo và các nhân chứng, đã có đủ chứng cứ cho thấy trong lúc bị cáo bị cảnh sát kiểm tra đã từng ra tay đánh cảnh sát Tăng Bảo Kiệt. Bây giờ bổn tòa tuyên án bị cáo Lâm Gia Tính tội cố ý phạm tội đánh nhau hoặc đánh cảnh sát thành lập. Tôi không phục đầu chánh án, tôi phải kháng án. Vì bị cáo xin được kháng án, bổn tòa cho phép bị cáo tự ký 10.000 đồng bảo lãnh hậu thẩm. Nhưng bổn tòa phải nhắc nhở bị cáo, lần sau kháng án đừng tự biện nữa, tốt nhất mời một luật sư đại diện cho mình. Ông Smith, quan nghênh. Rất vui vì cô đã mời tôi ăn cơm. Đừng khách sáo. À, còn đây là má và dượng của tôi. Chào ông bà. Chào ông. Chào ông, chào ông. Ông biết nói tiếng Quan Thoại sao? Nói rất là giỏi đó. Giỏi hả? Giỏi. Ngồi đi. Mời ngồi. Dĩ nhiên rồi, ông Smith từng học ở Bắc Kinh mà. Vậy sao? Cho nên nói rất là chuẩn. Hiện nay Trung Quốc đang thăng tiến, càng lúc càng có địa vị trên thế giới. Không học nói tiếng Trung Quốc cho rành đâu có được. Thầy con có cách nhìn xa như vậy, con có thể theo thầy học hỏi là phước của con. Cũng do định có thực lực thôi. Nếu không sao ông Smith lại giận nó làm học trò của ông được chứ. Mời ông uống nước. Má thì dựng đừng có nói nữa, để thầy nghe được thì ngại lắm đó. Phải Tư Đình à, lần trước thầy đã mượn hộp quẹt của ba em, em trả lại giùm thầy đi. Đâu đó? Nè, tới liền. Đã pha cà phê rồi. Những hồ sơ mà sáng nay hẹn với khách đã chuẩn bị hết rồi. Tôi muốn hỏi bà, tại sao khung hình của tôi lại bị bể? Bởi vì bàn làm việc của ông bị rối tung lên nên làm khung hình bị rớt xuống thôi. Vậy tại sao bàn làm việc của tôi lại bị rung? Bởi vì có người để đồ xuống bàn ông rất là mạnh tay đó. Vậy tại sao người đó lại để đồ xuống bàn tôi rất mạnh tay? Bởi vì người đó rất là giận ông. Rất giận tôi hả? Hộp quẹt này của tôi mà. Hộp quẹt hả? Ông Smith, tôi chết. Người đó có phải là Đình Đình không? Sao mà không nói sớm? Có gì khác biệt đâu, dù gì cô cũng đã giận ông rồi. Trời ơi, tôi hỏi thiệt nha, thật ra ông đã làm gì mà con ông lại giận dữ vậy hả? Chắc là nó nghĩ tôi vì muốn giúp nó nên đút lót để ông Smith nhận nó làm học trò đó. À, hình như đó cũng là thủ đoạn của ông mà. Có cần nói khó nghe vậy không? Là ba quan tâm con mình cũng sai sao? Hơn nữa tôi chỉ chào hỏi ông thôi mà. Chẳng lẽ nó nghĩ vậy thật sao? Cái gì? Em quyết định không theo ông Miss thật sao? Dạ phải. Mất việc rồi, cả thầy cũng mất luôn. Bây giờ em đúng là... Nè, sự thật là như vậy mà. Cô nói đi, cô tin không? Nếu tôi nói với ông Dì Chúc và Nghe Phát thật lòng yêu nhau, giữa họ không có bất cứ xung đột gì về lợi ích, vậy ông có tin tôi không? Thì phải rồi, sự thật thế nào chỉ có đương sự mới biết thôi. Nè, nè, sao đi nhanh quá vậy? Xin lỗi nha, thật tình em không muốn tranh cãi với ổng nữa nên mới bỏ đi gấp như vậy thôi. Có chuyện này chị xém chút nữa quên nói với em. Có phải em thật sự muốn thoát khỏi ma chưởng của ba em hay không? Thế giới này rất lớn, ngoài Diori ra chắc chắn là có nơi khác để cho em phát huy sở trường của mình mà. Chị định nói pháp viện hả? Gần đây có vài luật sư xin nghỉ, sắp tới họ sẽ tuyển thêm người. Nếu em xin vào được thì chúng ta có thể làm đồng nghiệp rồi. Cũng được. Thật ra lâu nay em cũng muốn đến sở pháp viện làm lắm. Hơn nữa ba em không có nhận vụ án của sở pháp viện. Nếu em vào đó làm thì thật sự thoát khỏi ma chưởng của ổng rồi. Nhưng bây giờ em không có văn phòng làm việc. Không sao đâu, em có thể nhờ người bạn cho em mượn chỗ để tạm làm văn phòng cũng được. Ai chịu cho em mượn chứ? Có một đại luật sư sẽ cho em mượn. Nếu không phải chú bác của em thì chắc chắn là bạn trai cũ hồi em còn học bên Anh, có phải không? Chị đừng có thông minh quá, có được không hả? Chị sẽ không nói với Jack đâu, em yên tâm đi. Hả? Nếu có tiền bịt miệng mới được đó nha. Chà, đòi tiền bịt miệng nữa hả? Alo anh Quân, đã dọn được rồi. Em biết ở đây chỉ có thể cho em mượn vài tháng thôi. Hả? Em còn chưa có việc làm mà.
Nè, có điện thoại rồi, nói chuyện sao nhé. Alo, chị Tuệ hả? Chưa gì đã có giày dụ cho em làm sao? Dạ được, không thành vấn đề. Đi tắt máy đã cho khỏi làm ồn. Tin nhắn. Con nhỏ này làm gì dữ vậy? Alo, bà chặn. Anh là ai vậy? Lâm Gia Tính nè. Cô làm gì dữ vậy? Gửi tôi luật sư đến nhà tôi. Vì anh không chịu bồi thường cho nên tôi mới truy cứu bằng con đường pháp luật thôi. Tôi nhắc nhở anh, nếu anh còn không chịu bồi thường, tôi sẽ chính thức gửi đơn lên sở giải quyết nợ mức nhỏ đó. Thưa, cô giỏi thương người ta quá. Tôi sợ lên tòa quá. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải là nói điện thoại thì tôi sẽ không khách sáo với cô đâu. Anh đang nói thận trọng một chút nha. Những lời vừa rồi anh nói đã là sự hăm dọa về hình sự. Tôi có thể báo cảnh sát đó. Cô dám nói lần nữa không? Tối nay tôi nói cho cô biết, nếu cô có giỏi thì lập tức đứng trước mặt tôi nói cho rõ ràng đi. Anh Lâm à, nếu anh không giữ được sự bình tĩnh, tôi thấy tôi không cần phải nói với anh nữa. Là anh. Sau trưởng sĩ phát não công trình, thiên thiên sống vui sự trình. Mình như thai vô đồng hình, nhờ giáo sẽ giáo khuyên ngô cháu sĩ sinh. Chiến cầm xa chuẩn đô mô câu hình, chi chất ca sở ngồi hình. Nhân mê suy ngô cháu yinh, nếm mê chơi ngô cháu sinh. Sai sở ngang đô kinh cháu phát đô sĩ trình. Bằng hầm mô mô cho chú kê. Đã hình, cho đô sân chương trình, y sai tan chú kinh. Đồng hồ miền hồng thái lang trình, nhiệt tình ngàn bề hòn trình. Đã hình, dùng ngõ bất sinh thanh minh, lời châu chơi tràn nam bình sinh.